lồng chim hút mật che già với giá siêu hấp dẫn cho anh em trong ngày hôm nay, ưu tiên cho anh em ở khu vực Hà Nội. Đây là một chiếc lồng hút mật vuông size 25 và cao 30 cm. Chiếc lồng này thì sư tỷ lồng chim sẽ chạm ở cái phần chân này, và hoa văn góc sẽ là chạm hoa mai, chân quỳ mặt quỷ. Đây có chạm chân quỳ mặt quỷ này, đấy rất là xinh luôn. Đây là cái phần cửa lồng em cũng chạm nhá, cửa lồng này và các cái phần đỡ cầu và đỡ cống. Chiếc lồng này thì em sẽ thiết kế là hai cầu thẳng như ở trong video này. Đấy, giá niêm yết của sản phẩm này là 1.250.000 đồng. Tuy nhiên anh em đặt hàng trong ngày hôm nay với giá chỉ còn có 1.100.000 đồng thôi. Hãy nhanh tay liên hệ với sự thể lồng chim để sở hữu cho mình em lồng này nhé. Đây là mẫu lồng hút mật chạm hoa mai size 25 và cao 30 cm. Rất là xinh luôn một chiếc lồng này. Ngoài ra thì em sẽ tặng thêm một chiếc áo lồng nữa, ngoài phụ kiện như hình bao gồm móc này, nậm này, cầu, thì em sẽ tặng thêm một chiếc áo lồng nữa cho anh em về chơi dịp Tết Nguyên Đán. Và hãy nhanh tay liên hệ với siêu thị lồng chim để mua với mức giá ưu đãi nhân dịp Tết Nguyên Đán này nhé.